Trà sữa là món thức uống nằm trong một hot hit chưa bao giờ hạ nhiệt ở Sài Gòn và góp phần đa dạng thêm cho một ngày mà đảm bảo các tiêu chí ngon, độc, lạ. Trà sữa đóng lon ra đời và ngay lập tức hút khách từ cái nhìn đầu tiên. Tuổi công việc hiện tại của em là bán buôn bán trà sữa. Cái này là do là bạn gái em coi được trên clip TikTok ở trên clip Hàn Quốc ấy. Thấy bên Hàn Quốc có cái lon gì nè, dễ thương quá. Nên là tụi em kiếm về. Trà sữa với hình thức đóng lon được khá nhiều người lựa chọn bởi sự độc lạ, hợp vệ sinh. So với ly thì trà sữa đóng lon dễ mang đi và người ta hoàn toàn có thể tái chế lại phần lon bên ngoài. Dạ cũng không nhiều, tại vì do là quán em đã kinh doanh trước đó những cái món này rồi à. Giờ chỉ thay đổi những cái dụng cụ này thôi à. Thực đơn của em hiện tại là có hai mấy món. Giá của em dao động từ 20 tới 29 ngàn là cao nhất rồi. Dạ cũng trên 150 lon, tùy cái lượng cái ngày đó, thứ bảy nhất em sẽ bán được nhiều hơn. Tụi em có soda, trà sữa, những cái loại trà mà trái cây tươi rồi chị. Những cái món mà đắt nhất bên em hiện tại là trà sữa Hồng Kông, cà phê sữa bọc biển với lại trà trái cây vậy. Món đó được khách thích nhất luôn. Mặc dù tụi mình chưa có ấn tượng nhiều về danh mục các loại trà sữa tại quán, đa phần đều là những món uống rất quen thuộc như là trà sữa truyền thống nè, trà sữa Thái, nhưng về mặt hình thức thì quán trà sữa này xứng đáng được đánh giá cao và hơn nữa là quán lại có một cô nhân viên nhí siêu đáng yêu và xinh xắn như thế này. Do cái mùa dịch này người ta mang về nhiều quá, người ta cũng hạn, em cũng hạn chế người ta sử dụng hết ở tại quán lắm chị. Đi xa được, bảo quản lâu được. Vậy em mở từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối à. Tham gia group Mâm Mâm Sài Gòn để khám phá tất tần tật những món ăn ngon độc lạ nhất Sài Gòn nhé.